Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là ngày đám cưới giữa hai vợ chồng chúng tôi. Đám cưới chuẩn bị hai người làm lễ hôn nhân, hôn nhau. Hôn nhau, chuẩn bị hôn. Vẫn hôn nhau rất là thảm thiết. Đám cưới, cô dâu, chú rể, đưa hai vợ chồng cực kỳ thắm thiết. Xin mời mọi người hai trăm nổ một chèo chán vỗ tay nào. Nên chuẩn bị hôn nhau. Vâng, cô dâu đang đánh chú rể một cách thức hại. Đánh này. Vâng, chú rể đánh lại cô dâu. Vâng, cả hai chú rể và vợ chồng đàn, hai vợ chồng này đang cực kỳ không ưng ý nhau. Phần 8 nữa. Thế nào bảo vệ phải ra căn lại. Này, ai cho các cô này lại đánh nhau thế hả? Thế sao? Bảo vệ này ra, mấy cái gì nào? Thế là hai vợ chồng cô dâu chú rể đã xảy ra một câu chuyện tình yêu bị thất bại ngay giữa lúc đám đông. Xin mọi người hãy đón diễn biến của phần 8 nha. Bye bye nha mọi người.